Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Trang TV. Rất mong các bạn sau khi xem video clip sẽ đăng ký kênh, chia sẻ video và nhấn nút like các bạn nhé. Nếu như các bạn có câu hỏi, có thắc mắc, các bạn có thể ghi cái câu hỏi của mình ở dưới cái phần comment. Ngoài ra thì những cái đoạn code liên quan tới cái video này sẽ được đặt trong phần mô tả video. Các bạn có thể click chuột vào đấy để các bạn download code về nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái bài học ngày hôm nay. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục các bạn nhé. Thế thì trước khi làm cái bài tập của ngày hôm nay á, thì các bạn thử liệt kê cho mình một vài cái tình huống mà chúng ta sử dụng set trong thực tế, các bạn suy nghĩ xem. Các bạn liệt kê giúp mình xem. Ví dụ trong thực tế những cái tình huống nào mà các bạn gặp gặp phải và chúng ta phải sử dụng nó là set để chúng ta lưu trữ nó. Ví dụ như là có là các bạn biết ở Việt Nam chúng ta sẽ quản lý công dân bằng cái gì không các bạn? Bằng cái thẻ căn cước công dân đúng không? Và ở trên mỗi một cái thẻ căn cước công dân thì nó sẽ có là mã căn cước công dân đúng không? Thế thì các bạn thấy rằng á, là trong cái tập hợp người dân Việt Nam thì có hai cái anh nào đó mà có căn cước công dân giống nhau không các bạn? Không có đúng không? Không có. Nó là người ta quy định nó làm mỗi một công dân là nó sẽ được đại diện bởi một cái gì, bởi một cái mã căn cước, và cái mã đó là duy nhất cho cái đối tượng đó, cho cái con người đó. Do vậy khi mà chúng ta muốn quản lý được cái tập hợp người Việt Nam thì lúc này các bạn sẽ quản lý dựa trên cái gì? Dựa trên một cái set, và cái set đó nó có thể là có gì, có toàn bộ những cái mã căn cước công dân của đất nước Việt Nam. Ở trong một cái tình huống nào đó khác là các bạn suy nghĩ giúp mình xem có cái tình huống nào mà chúng ta có thể sử dụng cái kỹ kỹ lưỡng xét này không, suy nghĩ thử xem các bạn suy nghĩ và các bạn comment cho mình biết xem là có cái thằng nào mà chúng ta có thể sử dụng kiểu lưỡng xét này để chúng ta lưu trữ nó. Đúng rồi, chúng ta có thể là sử dụng cái gì các bạn, biển số xe đúng không, tại vì biển số xe là mỗi một chiếc xe là duy nhất, không được trùng. Cái này rất là hay nha. Ở ngoài mình đọc báo đó, thì ở Hà Nội hay có cái tình huống đó là làm cái biển số xe giả, tức là có hai chiếc xe đi trên đường gặp nhau luôn, hai chiếc xe trên đường gặp nhau, và trong đó là có một chiếc xe thì sử dụng biển số thật, còn một chiếc xe thì lại sử dụng cái biển biển số giả đúng không? Và cái biển số giả đó mà giả sử mà họ chạy ngang những cái hệ thống mà thanh toán tiền tự động ở những cái trạm thu phí đó, thì nếu như mà họ không thu được bằng cái thẻ eTax thì họ sẽ bị trừ tiền dựa trên cái biển số xe đúng không? Và rất nhiều người thích có cái biển số xe đẹp thì đôi lúc là họ họ lại vi phạm, cái đó là vi phạm pháp luật đúng không ạ? Còn về nguyên tắc đó thì cái tập hợp biển số xe ở Việt Nam mà nó phải làm sao, nó phải là một cái set, có nghĩa là tất cả những cái biển số xe, mỗi chiếc xe có một cái biển số khác nhau, mỗi chiếc xe có thể có biển số khác nhau nhé. Và ví dụ như chiếc xe nào mà nó không còn dùng nữa thì chúng ta có thể loại hẳn cái biển số đó ra khỏi cái tập hợp của chúng ta. Còn mỗi một ngày các bạn có một vài chiếc xe mới được đăng ký thì chúng ta lại thêm những cái biển số xe đó vào bên trong cái tập hợp mà xe mà đã được đăng ký ở Việt Nam. Mã sinh viên cũng vậy, mã sinh viên thì cũng không được trùng nhau đúng không ạ? Nói chung là nó sẽ có rất là nhiều cái tình huống, vì do đó đây là một trong bốn cái dữ liệu rất là quan trọng ha, cùng với list, tuple, dictionary, cái tầng set nó cũng quan trọng không có kém. Và có rất là nhiều cái bài toán mà chúng ta cần phải đụng chạm, chúng ta cần phải sử dụng cái kiểu liệu xét này. Ok, thế thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau làm một cái bài tập nho nhỏ thôi. Đó là chúng ta sẽ làm một cái bài tập về về xây dựng một cái chương trình rút thăm trúng thưởng đi. Thì các bạn cũng cũng có hay tham dự những cái buổi hội chợ đúng không? Hoặc là những cái buổi mà những cửa hàng mà họ khai trương ấy, thì họ hay có cái việc là rút thăm trúng thưởng. Thì rút thăm trúng thưởng ấy, thì thường thường là các bạn sẽ làm như thế nào để các bạn được trúng thưởng? Đó. Các bạn sẽ phải có một cái phiếu thăm đúng không ạ? Và trên cái phiếu thăm đó thì các bạn phải điền thông tin của các bạn, và thông tin của các bạn thì thường nó là sao các bạn? Nó là duy nhất trong 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 cái thùng đó thôi. Mỗi một người chỉ được tham gia một phiếu thôi nha. Mỗi một người là không có được tham gia hai ba phiếu nha. Về nguyên tắc đó là chúng ta chỉ mỗi một người là được một phiếu thôi. Và thông thường là các bạn sẽ có một cái mã số đúng không? Mỗi bạn sẽ có được một cái mã số, hoặc là cho dù là các bạn tham gia nhiều phiếu nhưng mà mỗi một phiếu nó sẽ có một cái mã số dự thưởng khác nhau hoàn toàn. Và khi mà bốc thăm ra
đọc cái mã số đó lên là biết cái mã số đó là thuộc về bạn nào trúng thưởng, được chưa, thuộc về bạn nào trúng thưởng. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xây dựng ra một ứng dụng nhỏ nhé, làm sao mà cho phép chúng ta có thể là thêm được những cái mã số dự thưởng vào bên trong thùng này, và sau đó là xóa một cái mã số dự thưởng ra khỏi thùng, và sau đó là quay số ngẫu nhiên. Hoặc là bây giờ là thay vì là thêm thêm một cái mã số thì bây giờ chúng ta làm thêm số điện thoại đi, thêm một số điện thoại để vào đi cho nó. Và các bạn thấy á, các số điện thoại ở Việt Nam mỗi mỗi số điện thoại là thuộc về một người duy nhất thôi, đúng không các bạn, đúng không? Tập hợp là số điện thoại này, một người thì có thể có nhiều số điện thoại, nhưng mà một số điện thoại á thì nó sẽ làm sao, nó sẽ thuộc về một một người duy nhất thôi, và tập hợp với số điện thoại đó đó, nó không có hai số điện thoại giống nhau cho hai cái sim được, tức là mỗi một cái sim nó một số thôi, không thể nào có hai cái sim nó giống nhau được. Nếu mà hai cái sim nó giống nhau thì một cái sim nó đã bị hủy rồi, còn lại là một cái sim mới. Ví dụ bây giờ là lúc lúc trong trúng thưởng nha, ví dụ là mình thêm một số điện thoại vào cái thùng thùng phiếu của mình, sau đó các bạn có thể là xóa đi một cái số điện thoại nhé, xóa đi số điện thoại dự thưởng, và sau đó chúng ta có thể là quay số ngẫu nhiên rồi chúng ta lấy ra một cái số điện thoại, một cái mã số, một cái số điện thoại trúng thưởng nha. Đó. Bây giờ mình làm cái bài nhỏ nhỏ như thế này thôi để cho các bạn có thể hiểu được cái step nó là cái gì. Rồi bây giờ mình sẽ thử ha, làm một cái bài mới, đặt tên này là quay số trúng thưởng nha. Rồi ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái menu, đúng không? Menu này người dùng nó sẽ có bốn lựa chọn, 1, 2, 3, và cái lựa chọn thứ 4 là thoát khỏi chương trình nha. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xây dựng ra một cái menu để cho người dùng họ có thể lựa chọn. Ok, chúng ta làm ngoài và choose. Ok, đúng. Menu nhé. Rồi ok chưa, rồi sau đó các bạn có thể là print ra bên như thế này ha, vừa đọc lựa chọn chức năng, vừa làm lựa chọn chức năng nhé. Ok, mình sẽ print ra thằng số 1, không có chữ F, một một nghĩa là chúng ta làm gì, thêm một số điện thoại vào thùng. Phiếu tiền thưởng nha. Rồi. Số 2. Số 2 thì chúng ta sẽ xóa. Xóa một số điện thoại từ phiếu tiền thưởng. Và số 3 thì chúng ta sẽ gọi là quay ngẫu nhiên một cái số nào đấy. Quay số gì, để dùng từ tiếng Việt thôi, quay số ngẫu nhiên lấy ra một số điện thoại trúng thưởng. Ok, quay số ngẫu nhiên lấy ra một số điện thoại trúng thưởng. Và số 4 thì chúng ta cho kết thúc chương trình ha. Số 4 thì chúng ta là gì, kết thúc. Như vậy thì bây giờ đó, chúng ta sẽ cần phải có một cái thùng phiếu ngay từ bên ngoài ha. Và chúng ta có là phải báo một cái set thùng phiếu nhé, là thùng phiếu. Thì thùng phiếu ban đầu nó là một cái set, và cái set này nó không có giá trị gì hết, ok chưa? Rồi sau đó là rồi trong đây thì các bạn sẽ làm sao, nếu mà sau đó chúng ta sẽ cho các bạn lựa chọn của người dùng đó, họ sẽ chọn một trong bốn cái tình huống này, đúng không nè? Họ sẽ chọn một trong những cái tình huống này. Rồi bây giờ mình sẽ cho lựa chọn sẽ bạn gì, INT input lựa chọn nhé. Rồi sau đó mình mới sao các bạn, if cái lựa chọn này bằng bằng một thì chúng ta làm gì đó, đúng không? Rồi xin lỗi, không có dấu ngoặc này,
chúng ta chỉ có dấu hai chấm thôi. Rồi, and if lựa chọn bằng bằng 2 thì làm gì đó, đúng không? Rồi tiếp tục là and if lựa chọn bằng bằng 3 thì làm gì đó. Rồi cuối cùng là n. N là cho coi như là thằng cuối cùng là số 4 nhé. À, ok. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý bốn cái tình huống này. Bốn cái tình huống này. Nếu như mà người ta chọn số 1 á là người ta cần thêm một số điện thoại vào bên trong cái thùng phiếu dự thưởng của chúng ta, thì trước hết là các bạn sẽ cần phải có được cái số điện thoại, đúng không? Số điện thoại thì chúng ta chỉ cần là gọi cái hàm là input, đúng không? À, nhập vào số điện thoại dự thưởng. À, ok chưa? Rồi, sau đó các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ lấy cái thùng phiếu này, chúng ta thêm một cái số điện thoại vào. Thì các bạn có nhớ cái phương thức nào giúp cho chúng ta có thể thêm được cái số điện thoại vào bên trong cái thùng phiếu không? Hả? À, ok, một thôi nha, một một phiếu thôi, một cái phiếu dự thưởng thôi, thì chúng ta sẽ thêm một cái số điện thoại này vào. Đó, như thế là chúng ta đã đưa một cái số điện thoại vào bên trong cái thùng phiếu rồi. Rồi, ok. Nếu như mà người ta chọn cái hàng số 2 á là xóa đi một cái số dự thưởng, thì mình cũng phải làm nó giống như vậy. Giống như vậy, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ yêu cầu là nhập vào số điện thoại dự thưởng cần xóa. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ nhập vô, chúng ta cũng sẽ nhập vào nhé. Thì ở đây thì các bạn sẽ gọi cái hàm gì? Như tác. Không sao các bạn ha, cái này không sao ha. Như như một tác hay tại như, như cái tác nó không sao ha các bạn. Nó không sao hết, mấy cái tác là dư không sao hết, miễn sao là nó là thằng con bên trong đây là được. Ok, rồi. Rồi, bây giờ cái chỗ này nè, theo các bạn chúng ta sử dụng cái phương thức nào để mà chúng ta có thể xóa nó đi? Các bạn nên sử dụng cái nào? Remove, đúng không? Nhưng mà remove nó sẽ có thể xảy ra tình trạng lỗi là cái thằng này nó chưa tồn tại. Do đó bây giờ chúng ta nên sử dụng một cái thằng đó là gì các bạn? Chúng ta sử dụng cái thằng discard đi ha, để cho nó an toàn hơn. Ở lúc đó là cái số này nó chưa có tồn tại thì chúng ta sử dụng cái thằng này ha. Còn remove thì các bạn sẽ phải kết hợp với try và except. Try và except nhé. Rồi, lựa chọn số 3 thì quay số ngẫu nhiên. Quay số ngẫu nhiên á, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm một cái là random inspector example. Chúng ta có thể tìm bất kỳ một cái nào ha. Rồi, ta chúng ta sẽ tạo ra một cái con số random nào đấy. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái thư viện nào không? Ok, để chúng ta đi tìm xem có một cái là cái ví dụ nào không, chúng ta có thể tận dụng cái ví dụ của họ. Đây, nó có một cái ví dụ đơn giản chỗ này nè các bạn, là chúng ta có một cái thằng là import random này. Thì cái thằng này chúng ta nên import ngay từ đầu nhé, cái thư viện này thì chúng ta import nó vào ngay từ đầu nè, import nó vào ngay từ đầu. Và sau đó thì các bạn sẽ có thể làm gì? Các bạn sẽ có thể random, đúng không? Các bạn có thể random từ cái chúng ta sẽ lấy ra được một cái giá trị random nào đấy, đúng không? Và ở đây nè, chúng ta sẽ random, và random từ không, từ không cho tới đâu? Các bạn random từ 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 không cho tới nào nào các bạn? À, đây chúng ta sẽ lấy random từ không cho tới cái gì, cái length, length của một cái set. Thì các bạn sẽ gõ vô chỗ này cho mình nó là gì, là length, length của một cái set, nghĩa là cái thùng phiếu, nghĩa là chúng ta có thể lấy ra một cái vị trí ngẫu nhiên nào đó ở trong cái thùng phiếu của chúng ta, ở trong cái thùng phiếu rồi, được chưa? Ở trong cái thùng phiếu rồi, sau đó các bạn có thể print ra cái giá trị của thùng phiếu này. Thì chuẩn size size offset ha, len len cũng được ha. Rồi, ok rồi. Thùng phiếu thì mình không nhớ chính xác là chúng ta sẽ có thể truy cập thông qua cái cặp mặt vuông hay không. Thông qua cặp mặt vuông hay không thì chúng ta cứ để thử nha. Thì các bạn sẽ có một cái là y ha, một cái vị trí thì chúng ta để là y. Rồi. Trước đó thì các bạn nên nên print ra cái thùng phiếu hiện tại ha. Chúng ta nên print ra cái thùng phiếu hiện tại. Thùng
phiếu. Hiện tại thì chúng ta sẽ in ra cái ông thùng phiếu, tức là chúng ta sẽ in ra hết tất cả những cái phiếu mà rút thăm trúng thưởng của chúng ta đó, nó đang có trong cái thùng có cái gì thì chúng ta sẽ in nó ra hết. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ lấy ra một cái phần tử thứ y và chúng ta xuất nó ra thôi. Rồi sau khi mà in nó ra được rồi thì các bạn nên nên xóa nó luôn. Bạn lấy những thùng phiếu này, các bạn chấm remove, sự chấm discard đi ha, discard cái thùng phiếu tại vị trí thứ y. Ok nhé, mình sẽ in thêm một chút ha. Chút mà số điện thoại. Ok, trúng thưởng nhé, cho nó dài dài một chút để cho các bạn bạn dễ hiểu đó nè. Còn else, else thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình thì các bạn sẽ break break nhé. Rồi để mà đỡ rối thì các bạn nên có một cái hàng input ra mà chúng ta không cần làm gì hết ha. Để cho nó dừng lại một chút thôi, nó dừng lại một chút để mà chúng ta có thể đến ra đây, để đây ha, nhập phím bất kỳ để tiếp tục. Tại vì mà nếu mà nó chạy liên tục á, thì chúng ta sẽ rất là bị rối. Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy thử cái bài tập nhỏ xíu nha. Các bạn thấy không? Cái bài tập này nó rất đơn giản, có mấy dòng thôi. Nhưng mà nó giải quyết chúng ta một cái vấn đề nhỏ nhỏ trong cuộc sống, đó là rút thăm trúng thưởng. Thử các bạn nào ở nhà mà viết ra một cái chương trình rút thăm trúng thưởng có giao diện đàng hoàng bằng Python, đẹp đẽ luôn ha, có thể nhập những cái mã số vô. Các bạn thấy ở trên những cái kênh YouTube hiện nay á, họ cũng rất là hay chơi cái trò chơi. Rồi sau đó họ rất là hay có cái sử dụng cái dòng quay á, các bạn có thể sử dụng thay thay đổi một chút xíu, các bạn sửa lại xem nó làm như thế nào. Bị lỗi gì đây? Xin lỗi, ở đây là hai chấm ha, đây không có dấu này, không có cái dấu dấu mặt nhọn các bạn nhé. Và ở đây thì các bạn hai chấm nè, hai chấm rồi, ok trả lại từ. Rồi đây các bạn thấy không? Nó hiện cho chúng ta một cái menu này. Vui lòng lựa chọn chức năng. Bây giờ mình thêm một số điện thoại vào thùng phiếu giới thiệu, ví dụ là mình thêm số điện thoại nha, 0931234566. Đó, đây là một số điện thoại. Sau đó nó xin lỗi, cái lựa chọn chứ lựa chọn từ 1 đến 4 chứ, mình bị nhầm. Lựa chọn là bây giờ thêm một số mình phải chọn một trước, rồi sau đó mình mới nhập số điện thoại 0931234566. Enter rồi. Bị lỗi gì đây? À, nó hiểu đây là một cái dictionary các bạn nhé, nó hiểu là một cái dictionary. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi một chút, các bạn có thể khai báo như thế này nha các bạn. Các bạn sử dụng từ khóa set mở hoặc đóng ngoặc như thế này để cho nó đừng có bị hiểu nhầm đó là dictionary nha. Rồi mình run lại cho từ đầu. Rồi 1 0 9 3 1 2 3 4 5 6 enter. Đó, được rồi đó đúng không? Nhập phím bất kỳ để tiếp tục, mình enter nhé. Thì nó lại hiện ra cái menu. Nó lại hiện ra cái menu từ đầu này. Thì bây giờ lựa chọn mình lại thêm một cái số điện thoại mới. Bạn nào cho mình một cái số điện thoại để mình bỏ vào cho nhanh ra. À, bây giờ cái thùng phiếu của mình nó có một số điện thoại một rồi. Bây giờ mình phải thêm vài số điện thoại vào. 0956789004 enter. Đó. Ok không ạ? Đó. Rất là dễ đúng không? Mình lại tiếp tục bạn nhấn enter để tiếp tục thôi. Sau đó mình lại chọn một thì mình lại nhập một cái số điện thoại vào. À, ví dụ số này. Rồi, enter. Đó. Rồi nhấn phím bất kỳ tiếp tục thì các bạn thấy rằng cái phím phiếu của chúng ta nó có ba cái số điện thoại này đúng không? Bây giờ nha, các bạn để ý nha, mình cố tình mình thêm cái số điện thoại này một lần nữa nha các bạn, xem coi nó có được hai cái số điện thoại trùng nhau trong cái thùng phiếu không nha. Mình lựa chọn một này. Rồi bây giờ mình nè, các bạn nhìn nè, cái số điện thoại ở đây nó có rồi nè đúng không? Bây giờ chúng ta cố tình chúng ta thêm cái số điện thoại này một lần nữa đó, cố tình thêm một lần nữa xem cái thùng phiếu nó có sự thay đổi không. Đây các bạn thấy không, không hề có thêm một cái số điện thoại. Thế là trong cái tình huống mà chúng ta sử dụng cái thằng set á, là mỗi thằng nó là duy nhất và nó sẽ không được có những cái phần tử mà nó có trùng giá trị lẫn nhau. Bây giờ mình sẽ thử là quay số ngẫu nhiên nhé, mình quay ra một thằng cho nó trúng thưởng thử. Bây giờ mình quay ra xem có ba số này là bạn nào trúng thưởng nhé, enter này. Đó. Rồi
Đang lại hay là bị lỗi rồi, bị lỗi rồi. Nó không cho phép chúng ta lấy ra cái thằng thứ y này. Nó không cho phép chúng ta lấy ra cái thằng ở tại cái vị trí thứ y. Thì bây giờ các bạn làm sao nhỉ, các bạn làm sao các bạn làm sao để các bạn lấy ra được cái thằng này? Nó không cho phép chúng ta sử dụng cái chữ y này. Thì bây giờ mình sẽ viết lại chỗ này một chút thôi, mình sẽ viết lại chỗ này một chút nhé. Đây cái thằng này này, thay vì là chúng ta để y y như thế này đúng không, thì các bạn sẽ index nha, mình dùng từ index. Index là các bạn được trúng thưởng nha. Rồi index nha, mình sẽ print ra này, print vị trí trúng thưởng 2 chấm, rồi mình cộng cho cái str của cái thằng index này, ok chưa nè. Rồi mình sẽ for thôi, for in range len của cái gì, len cái thùng phiếu. Mình sẽ duyệt từng phần tử một thôi, mình duyệt từng phần tử một thôi. Đấy. Sau đó thì các bạn sao, các bạn đây các bạn sẽ if y bằng bằng index, có nghĩa là cái thằng này nè, for ok, tức là chúng ta đi từ đầu tới cuối đúng không, sau đó chúng ta đi tới cái vị trí mà thằng y á nó bằng với cái vị trí mà chúng ta trúng thưởng đó các bạn. Thì chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ chúc mừng các bạn ta xin lỗi thôi, y in range rồi mình đang bị lag ha. Không thôi, is y bằng không nha, y bằng không. Rồi mình sẽ cho, nói chung là nhiều cách làm đó các bạn, y bằng không for x in thùng phiếu. Rồi nếu như mà y bằng bằng index thì chúng ta sẽ lấy ra cái thằng x này, chúng ta lấy ra thằng x nha, và chúng ta sẽ xóa thằng x ra khỏi cái thùng, ok chưa. Còn ngược lại á, thì chúng ta không quan trọng là thằng nào hết, chúng ta sẽ tăng y lên một, y bằng y cộng một, là y cộng, y bằng y cộng một nha, y bằng y cộng một, có nghĩa là mình duyệt từng phần tử nhưng mà mình có một thằng y để mình lấy được cái vị trí của nó, và nếu như cái vị trí của nó bằng với thằng index thì chúng ta sẽ xuất các bạn đấy ra, xuất các bạn này ra và xóa các bạn này đi ra khỏi cái thùng phiếu trúng thưởng của chúng ta đó. Để chạy lại thôi nha, bây giờ sẽ nhanh nha, nhanh nhanh để chúng ta này lựa chọn một nè, rồi nhập vô cái số điện thoại. Các bạn gọi cho mình vài cái số điện thoại để mình copy cho nó nhanh nha. Ok rồi tiếp tục nhé, rồi chọn một số điện thoại số 1 nữa, rồi ở đây mình sẽ bỏ thêm một cái số điện thoại vào đó, rồi tiếp tục lại chọn số 1, rồi lại chọn số 1 và bỏ thêm một cái số điện thoại khác, 093 123 456 enter đó. Như vậy là bây giờ chúng ta có được ba cái mã phiếu để chúng ta dự thưởng đúng không ạ. Bây giờ mình sẽ chọn số 3 để xem coi cái thằng nào nó trúng thưởng nhé, enter. Các bạn thấy nè, vị trí trúng thưởng là 3. Vị trí trúng thưởng là 3 cũng được. Nếu mà vị trí trúng thưởng là 3 thì nó sẽ là 0 1 2 à. Nó chỉ đi tới 2 thôi. Nên là nó sẽ cái mình làm vẫn sai. Random này nó phải đi tới len -1 thôi. Tức là giả sử như chúng ta có 5 phần tử thì nó phải đi từ vị trí thứ 0 cho tới vị trí thứ 5 -1 là 4 thôi. Để cho các bạn chỗ này là len của thùng phiếu trừ đi 1 thì nó mới chính xác được. Đúng không ạ? Ok, rồi lên lại nè. Rồi, lựa chọn nè. 1 nè. Nhập vài số điện thoại vào. Enter. Rồi, chúng ta lại tiếp tục. Chúng ta nhập cái số điện thoại khác vào. Đó. Lựa chọn. Xin lỗi. 1 nhé. Số điện thoại enter rồi, nhấn số 1 để tiếp tục, rồi lựa chọn là 1 để thêm một cái số điện thoại khác. Hy vọng rằng các bạn sẽ dành thời gian để các bạn ngồi làm lại những cái bài này nhé, nó rất là nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn là rèn luyện được cái kỹ năng lập trình với Python rất là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn thằng số 3, số 3 thì mình sẽ xem coi for x in phiếu
Check Gen Z Daily Iterations. Ok, hiểu. Bây giờ nhé, chúng ta sẽ không xóa nó ở đây, mà các bạn sẽ xóa nó ở bên ngoài chỗ này giúp mình. Và khi mà chúng ta gặp được cái thằng này á, thì chúng ta break luôn, chúng ta break cái dòng luôn và chúng ta mới xóa nó bên ngoài. Các bạn thấy không, mình là lập trình rất là nhiều các bạn, nhưng mà mình cũng bị lỗi sai rất là nhiều, mình bị lỗi sai rất là nhiều đó. Các bạn chịu khó, các bạn code nhiều thôi, hoặc là các bạn có thể in nó bên ngoài này luôn cũng được. Các bạn in nó ở ngoài cái dòng lọc for này luôn cũng được. Nghĩa là nếu như mà tới cái vị trí của cái thằng y y bằng bảng index thì chúng ta break nó luôn, chúng ta không cần nghĩa. Sau đó thằng x này nè, nó sẽ dừng lại cho cái vị trí mà trúng thưởng, nó sẽ dừng lại cho cái vị trí mà trúng thưởng. Rồi, chạy lại nhé. Một nè. Rồi, enter cái số điện thoại ha. Rồi, tiếp tục. Chọn số 1. Nhập một số điện thoại nữa. Rồi, enter. Nhập số 1. Nhập thêm một số điện thoại ở đây. Enter. Đó. Rồi, enter. Bây giờ là có 3 số. Mình nhập cái số 3 để mình xem tình là đúng thưởng. Enter. Thì các bạn thấy không? Vị trí trúng thưởng là vị trí thứ nhất, vị trí thứ nhất là vị trí thứ không này, vị trí thứ một này, vị trí thứ hai. Như vậy là cái số điện thoại này đã trúng thưởng rồi đúng không? Số điện thoại này trúng thưởng thì phải rút rút cái thăm nó, thì rút nó ra khỏi rồi. Bây giờ mình enter thì các bạn thấy nè, cái thùng phiếu đó, nó chỉ còn lại hai thằng kia thôi. Các bạn có hiểu kịp không ạ? Thì nó là cái ví dụ gì đó rất là cụ thể thôi. Giả sử bây giờ các bạn thay đổi cái bài tập này lại một chút, thay vì là các bạn là rút thăm trúng thưởng, thì bây giờ các bạn làm một cái bài toán đó là cấp biển số xe, hay là các bạn gọi là một cái bài toán đó là cấp sim điện thoại chẳng hạn, hay là các bạn làm một cái bài toán đó trong tình huống có cái nào là xét nữa nhỉ, cấp căn cước công dân đúng không? Các bạn có thể cấp căn cước công dân đi, như các bạn có một cái quy định nào đó, là sau đó là các bạn có một cái khúc phía sau đó, là một cái dãy số ngẫu nhiên gì đó, mà sao cho nó miễn sao mà nó đừng có trùng cho. Nếu mà các bạn kiểm tra cái mã căn cước công dân đó nó có tồn tại rồi, nó có tồn tại trong cái set rồi. Mình sẽ cho các bạn để ý thêm giúp mình một cái này nữa ha. Đó là các bạn có thể là viết if nó cũng giống như cái list nha các bạn hoàn toàn có thể check xem là nó có nằm ở bên trong cái số điện thoại chưa, bằng cái việc là các bạn sử dụng câu là if như thế này nha. If is in thùng phiếu đó, thì cái thằng này là nó sẽ kiểm tra các bạn là thằng này nó có nằm ở trong đó hay chưa. Nha, rất là đơn giản như thế này rồi. Rồi, ok. Như vậy thì trong cái bài này mình đã hướng dẫn các bạn là xây dựng ra một cái chương trình quay số trúng thưởng đơn giản thôi. Mục tiêu là để chúng ta rèn luyện cái thằng set, và chúng ta biết cách để chúng ta tương tác với một cái set ở trong cái thằng Python. Ok nhé. Rồi. Bây giờ thì các bạn, mình mở micro rồi, các bạn hãy cho mình cái câu hỏi đi. Nếu có câu hỏi gì thì các bạn hãy đặt câu hỏi. Yêu cầu của mình là các bạn phải làm tốt lại được những cái bài tập nhỏ nhỏ này nhé. Nếu không á, về sau thì chúng ta càng ngày nó càng nhiều kiến thức đấy, các bạn sao không có làm được. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Các bạn Ok, như vậy là bài học hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình là những cái video của những cái bài học tiếp theo. Các bạn có thể nhấn vào video bên trái hoặc bên phải để xem những cái video của cái chuỗi bài học này các bạn nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ video với bạn bè. Và nếu có thắc mắc, có câu hỏi, đừng ngần ngại, hãy comment xuống phía bên dưới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo.